ngày 13 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 1 tháng 10 Quý Mão, Đại Đức Thích Quảng Tú, trụ trì chùa Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, cùng đạo tràng Phật tử, trang nghiêm tổ chức lễ an vị Phật, cầu siêu quá cố ân nhân, chẩn tế âm linh cô hồn và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Buổi lễ trang nghiêm diễn ra với các nghi thức Phật giáo truyền thống, an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, khai kinh bạch Phật, thuyết pháp, cầu an cầu siêu, nguyện cầu chúng sanh được nhiều phước lành, đất nước thái bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Được biết, tôn tượng Đức Bổn Sư bằng gỗ hương, an vị tại chánh điện chùa Trà Long, cao 2,5 m, nặng 600 kg, do gia đình Phật tử Minh Thịnh, Lê Ngọc Long và Phật tử Diệu Hồng, Bùi Thị Mỹ Cảnh hiến cúng. Dịp này, chùa Trà Long tổ chức cúng dường trai tăng hơn 20 vị và tặng 400 phần quà dành cho người khiếm thị, người khuyết tật và người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Trong đó, 300 phần được tặng tại chùa Trà Long và 100 phần tặng tại chùa Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. Kinh phí trao tặng do tập đoàn Long Beach Group và Quý Mạnh Thường Quân phát tâm tài trợ.